Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy em.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi phần luyện tập và vận dụng trang 5 năm sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi như sau. Câu 1. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế? Phương pháp khai thác tư liệu. Các em sẽ trình bày như sau. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy lợi thế để phát triển kinh tế thể hiện ở những điểm sau. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi là gió mùa kèm theo mưa, thích hợp cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối, thuận tiện cho nhu cầu trao đổi sản phẩm, vì thế việc buôn bán theo ven biển rất phát đạt, một số thành thị hải cảng đã ra đời. Vị trí đó cũng giúp thúc đẩy nhanh quá trình giao lưu, tiếp nhận văn hóa ở các nước và khu vực xung quanh, đẩy nhanh quá trình hình thành nhà nước. Cư dân Đông Nam Á đã sớm tiếp thu và chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Thông qua Vương quốc Phù Nam, người Khmer đã tiếp thu đạo Bà La Môn và đạo Phật, chịu ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật, nhất là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, phát triển văn hóa. Câu 2. Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á? Phương pháp khai thác tư liệu. Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế các vương quốc trong khu vực. Hoạt động trao đổi buôn bán với nước ngoài giúp xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa trong nước ra nước ngoài, nhập khẩu các hàng hóa nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, nông nghiệp, thủ công nghiệp ở trong nước, góp phần đưa tới sự xuất hiện các cảng thị sầm uất, ví dụ như là Đại Chiêm của Champa, Palembang, Sriwijaya. Câu 3. Có một câu chuyện thú vị như sau. Vào thế kỷ 10, một bao nghệ Tây khoảng 4 lạng có giá ngang một con ngựa, một bao gừng có giá ngang một con bò. Từ câu chuyện cùng thông tin trong bài học, hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu mô tả sự hấp dẫn của nguồn gia vị ở các vương quốc Đông Nam Á đối với thương nhân nước ngoài. Phương pháp khai thác tư liệu, các em sẽ trình bày như sau. Đối với các nước phương Tây thì hương liệu, nguyên liệu với họ là một thứ vô cùng hấp dẫn và họ gọi chúng ta đó là phương Đông huyền bí. Vậy các em sẽ trình bày như sau. Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây hương liệu, gia vị, ví dụ như hồi, quế, hồ tiêu, nghệ tây, gừng. Đây cũng là một trong những mặt hàng chủ lực của các nước Đông Nam Á trên tuyến đường buôn bán đường biển kết nối Á-Âu mà sau này người ta gọi là con đường gia vị. Không chỉ xuất hiện trong các nhà bếp, các loại hương liệu gia vị ở Đông Nam Á còn được cư dân châu Âu ưa chuộng sử dụng trong y học hoặc phục vụ cho những nhu cầu xa hoa hơn như dầu thơm, dầu tắm cho giới quý tộc. Vào thế kỷ 10, giá của các loại gia vị như sau. Một bao nghệ Tây khoảng 4 lạng có giá ngang một con ngựa, một bao gừng có giá ngang một con bò, hay hai bao vỏ nhục đậu khấu có thể mua được một con cừu. Ở Đức, hạt tiêu đen còn được sử dụng như một loại tiền tệ. Nguồn lợi khổng lồ từ hương liệu, gia vị góp phần mang lại sự giàu sang, sầm uất cho các quốc gia Đông Nam Á. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi phần luyện tập và vận dụng sách giáo khoa. Môn lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.